Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store TV. Các bạn thân mến, thì mùa hè đã quay trở lại rồi. Đi biển lúc này chính là một gợi ý không hề tồi. Và để cho chuyến du lịch gọn nhẹ và tiện lợi thì chúng ta vẫn thích mang theo một chiếc điện thoại để ra biển. Nó sẽ dễ dàng hơn cho việc là chụp ảnh cũng như là lưu lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch. Thế nhưng mà việc cầm một chiếc điện thoại của mình ra gần khu vực có nước sẽ luôn khiến các bạn nơm nớp lo sợ, vì chẳng may mà chiếc điện thoại rơi xuống nước thì... Từ đó thì các nhà sản xuất luôn chú trọng đến tính năng này để mang lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất. Và điện thoại chống nước được xem là tiêu chuẩn của những chiếc smartphone hàng đầu đến từ các thương hiệu nổi tiếng như là Apple hay là Samsung. Không bỏ qua mong muốn này thì video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn top 5 chiếc điện thoại chống nước tốt nhất trên thị trường. Và các bạn cũng có thể tham khảo để trang bị cho mình những chiếc điện thoại tốt nhất cho kỳ nghỉ hè này nhé. Và nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm chính hãng và giá rẻ thì các bạn có thể ghé thăm hệ thống Viettel Store, và link thì mình để ở dưới phần mô tả nhé. Whoever told you love is simple is a liar. Whoever told you peace is easy don't admire. I wanna hold you but I can't control the fire. Các bạn thân mến, chiếc smartphone đầu tiên nằm trong top 5 mà mình muốn giới thiệu đó chính là Galaxy S8 Plus. Được khoác lên mình một thiết kế đẹp mắt cùng với màn hình tràn viền, khung kim loại. Thoạt nhìn thì có thể thấy là chiếc Galaxy S8 Plus có một thiết kế khá là lớn. Thế nhưng mà bằng việc bo cong hai viền màn hình thì chiếc điện thoại này vẫn trở nên gọn nhẹ. Cùng với đó thì nút Home ẩn và cảm biến vân tay sau màn hình, nên là mặt trước mỏng nhẹ, gần như là không có gì. Về phần màn hình thì máy có màn hình Super AMOLED 6,2 inch với độ phân giải là QHD+, mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất cho các bạn trong điều kiện thiếu sáng. Ngay tại thời điểm ra mắt thì Samsung không hề nhắc quá nhiều về camera của Galaxy S8 Plus, thế nhưng mà về chất lượng hình ảnh thì chưa bao giờ làm người dùng phải thất vọng. Với camera trước là 8 megapixel cùng với khẩu độ là f/1.7 giúp lấy nét tự động, và camera sau là 12 megapixel với khẩu độ là f/1.7. Ống kính góc rộng tăng khả năng chụp ảnh góc rộng, đặc biệt là máy có khả năng quay slow motion 960 khung hình trên giây. Galaxy S8 Plus có cấu hình khá mạnh mẽ, sử dụng con chip Exynos 8895 với vi xử lý octa tốc độ là 2.45 GHz, với RAM là 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB, có thể mở rộng lên đến 256 GB qua thẻ nhớ microSD. Khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 thì Galaxy S8 Plus hoàn toàn có thể yên tâm dùng ngay khi ngâm dưới nước trong vòng 30 phút dưới độ sâu là 1,5 m. Galaxy S8 Plus hiện nay đang được bán trên thị trường với mức giá là 5.950.000. Nối tiếp thế hệ S8 Plus thì vào hồi đầu năm ngoái Samsung đã cho ra mắt Galaxy S9 Plus với những cải tiến đáng kể hơn. Màn hình Super AMOLED 6,2 inch cùng với độ phân giải 2K+, tỷ lệ là 21:9, giảm tối đa phần viền, giúp cho trải nghiệm lướt web chơi game thích mắt. Ở phần lưng thì Galaxy S9 Plus được làm bằng kính nên là chiếc điện thoại trở nên sang và tinh tế hơn. Bộ đôi camera kép ở mặt sau giúp thu lại hình ảnh với chiều sâu tốt, camera trước góc rộng giúp việc selfie nhóm trở nên dễ dàng, tính năng làm mịn ảnh tự nhiên mang lại cho người dùng những bức ảnh đẹp và chân thật, không cần qua phần mềm chỉnh sửa thứ ba. So với S8 Plus thì Samsung S9 Plus có nhiều cải tiến hơn, với công nghệ nền nét Dual Pixel 2.0 mới và có thể tùy ý thay đổi khẩu độ tùy theo ý thích. Đặc biệt là máy có thể hỗ trợ quay video 4K và Super Slow Motion 960 khung hình trên giây. Galaxy S9 Plus đem lại một hiệu năng mượt mà cùng với RAM là 6GB, cho khả năng đa nhiệm thoải mái với nhiều tác vụ nặng mà không loát lại các ứng dụng. S9 Plus được sở hữu một bộ nhớ trong từ 64GB trở lên, nên là không gian lưu trữ rất là lớn, không phải lo đầy dung lượng. Hiện giá bán trên thị trường của Galaxy S9 Plus rơi vào khoảng là 8.450.000. Một siêu phẩm tiếp theo đến từ nhà Samsung đó là chiếc Samsung Galaxy S10. Đây là chiếc smartphone của Samsung mà ngay từ khi ra mắt đã mang đến hiệu ứng rất là tốt. Thiết kế mỏng nhẹ cùng với là màu sắc bắt mắt, với 3 camera nằm ngang thân máy ấn tượng. Máy có màn hình cong tràn viền ở hai cạnh với kích thước là 6,4 inch, sử dụng tấm nền AMOLED cho độ phân giải cao. Và hãng cũng đã trang bị một màn hình 2K+, màn hình Infinity-O với một thiết kế màn hình tràn viền đầu tiên trên thế giới, tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Với công nghệ đục lỗ màn hình chỉ điểm xuyết một camera bé xíu cho cụm cảm biến, và camera trước cho phép độ che phủ màn hình đáng kể hơn, lên tới 93%. Galaxy S10 có RAM là 8GB và gồm 3 tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB, 256GB và 512GB. Với viên pin là 4000mAh, đủ để người dùng có thể sử dụng trong một khoảng thời gian khá lâu. Bộ 3 camera là 24MP, 12MP và 8MP, hỗ trợ quay phim với chất lượng 4K. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời để phù hợp với chuyến du lịch của bạn. Và một điều quan trọng nhất ở đây đó là máy được trang bị tiêu chuẩn chống nước, chống bụi đạt chuẩn IP68. Và giá bán của các sản phẩm Galaxy S10 Line News rơi vào khoảng là 11.950.000 đồng. Từ nãy đến giờ chúng ta đã nhắc khá nhiều đến những sản phẩm của nhà Samsung. Và tiếp sau đó thì chắc chắn cũng sẽ phải nhắc tới Apple. Và phải đến thế hệ iPhone 7 Plus thì hãng mới bắt đầu trang bị tính năng chống nước tiêu chuẩn. Tuy chỉ được trang bị tiêu chuẩn chống nước là IP67, cho phép dùng điện thoại dưới nước trong vòng 30 phút và hứng chịu hoài nghi về khả năng chống nước kém cỏi của mình. Sau đó một thời gian thì một vài bài test cũng đã được thực hiện, thì iPhone 7 Plus cũng đã chứng minh được khả năng chống nước của mình không hề kém cạnh các sản phẩm của nhà Samsung. Dù đã ra mắt từ tận năm 2016, nhưng đến thời điểm hiện tại thì iPhone 7 Plus vẫn góp mặt trong top những sản phẩm đáng mua nhất. Cấu hình mạnh mẽ giữ nguyên sức mạnh với con chip Apple A10 cùng với cụm camera kép đầu tiên của iPhone mang đến những trải nghiệm chụp hình tốt nhất, màu ảnh trung thực, sắc nét đến từng chi tiết. Bạn hoàn toàn có thể dùng máy để thay thế cho một máy ảnh cơ chuyên nghiệp. Và hiệu ứng thương hiệu từ nhà táo cũng là yếu tố góp phần cho sức hút của người dùng đến với iPhone 7 Plus hiện nay. Và giá bán của iPhone 7 Plus trên thị trường có lẽ là sẽ dao động vào khoảng từ 7.650.000 trở lên. Các bạn thân mến, thì nhà táo còn có một chiếc flagship đình đám không thể không nhắc đến, đó chính là chiếc iPhone XS Max. Chiếc iPhone màn hình lớn đó là iPhone XS tiêu chuẩn, và bên cạnh đó với tên gọi được thêm hậu tố Max thay cho Plus. Trước đây thì muốn nói tới màn hình và kích thước của máy lớn hơn. Và nếu như bạn chưa biết thì chiếc iPhone XS Max cũng chính là chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từ trước đến nay của hãng, lên đến 6,5 inch. Tuy vậy thì do được tối ưu hoàn toàn và các cạnh viền nên cho dù là màn hình có lớn đến mấy thì tổng thể của máy cũng chỉ ngang bằng với một chiếc iPhone 8 Plus với màn hình là 5,5 inch mà thôi. Cũng nhờ đó thì màn hình của iPhone XS Max gần như là chiếm trọn diện tích của mặt trước tuyệt đẹp. Và với tính năng chống nước IP68 tiêu chuẩn, hiệu quả nhất cũng sẽ được thể hiện tốt ở phiên bản iPhone XS Max. Dù giá bán không hề rẻ nhưng mà chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy hối hận khi rút hầu bao dinh em máy này về nhà. Và mức giá của chiếc smartphone này của nhà táo dao động là 26.650.000 đồng. Các bạn thân mến, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn top 5 chiếc điện thoại chống nước tốt nhất trên thị trường với mức giá khác nhau. Hy vọng là các bạn có thể cân nhắc để lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại ưng ý, chuẩn bị cho chuyến du lịch mùa hè của mình nhé. Và nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào thì các bạn hãy để lại ở phía comment bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.